Thưa quý khán giả, để chia sẻ công việc với lực lượng y tế, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Thế An Đông, quận Bình Thủy đã thành lập đội hình dân quân khử khuẩn mùa dịch, góp phần làm sạch môi trường và giúp ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Dung dịch khử khuẩn, găng tay, khẩu trang, kính chắn, đồ bảo hộ, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Anh Nguyễn Phạm Chí Lễ, dân quân phường Thế An Đông, quận Bình Thủy cùng đồng đội nhanh chóng đến các khu phong tỏa, nơi có nguy cơ mầm bệnh để phun khử khuẩn phòng chống dịch lây lan. Trước giờ cái công việc này em cũng chưa từng làm, cũng vì dịch bệnh cũng diễn biến phức tạp quá nên em cũng với anh em gán đi xịt để cho nó bớt cái bệnh dịch lại. Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, trên địa bàn có nhiều ca nhiễm và một số khu vực phải áp dụng phong tỏa để ngăn chặn sự lây lan của mầm bệnh. Ban chỉ đạo phường Thới An Đông đã thành lập đội hình dân quân khử khuẩn mùa dịch, gồm 10 thành viên, hoạt động với phương châm 3 tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và 3 sẵn sàng, gồm sẵn sàng lực lượng, sẵn sàng trang thiết bị và sẵn sàng làm nhiệm vụ. Phun thuốc này cũng vất vả nhưng mà mình mong muốn góp phần đẩy lùi dịch bệnh cho bà con được trở về trạng thái bình thường. Không có xe chuyên dụng hay máy móc trang thiết bị hiện đại, đội phun thuốc khử khuẩn đã tận dụng những phương tiện sẵn có như xe gắn máy, thùng nhựa đựng nước, bình xịt để dễ dàng vận chuyển đi khắp các con hẻm, với mong muốn mang lại môi trường sạch khuẩn và an toàn hơn cho người dân. Vừa qua khu vực cái bình có ổ dịch bùng phát tại tổ 6, tổ 7, thì đội tình nguyện khử khuẩn của phường Thế An Đông đã kịp thời đến phun xịt tại khu vực bị dịch bệnh là tạo để cho không lây lan các hộ xung quanh. Đó là điều mà người dân ở khu vực cũng rất phấn khởi. Từ khi thực hiện chỉ thị 16 của chính phủ, thì trước cái tình hình dịch bệnh, thì thực hiện của chỉ đạo thành phố và của quận, thì đảng ủy đã chỉ đạo cho ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của phường là thành lập là cái đội là xịt khuẩn là trên địa bàn của phường. Lực lượng nòng cốt là lực lượng dân quân của phường đội và khu vực. Thì ở đây là chúng tôi là trọng tâm là cho xịt những cái nơi là có nguy cơ nhiễm bệnh cao, trụ sở cơ quan làm việc trên địa bàn phường, trạm y tế, các cái chốt trực trên địa bàn, đặc biệt là trong những cái khu phong tỏa nhiễm F0 trên địa bàn phường. Sau khi Bộ Y tế khuyến cáo dừng việc phun khử khuẩn diện rộng ngoài trời, biện pháp này vẫn được áp dụng trong phạm vi hẹp nhằm giúp xử lý môi trường ở khu vực có bệnh nhân COVID-19, nhất là những nơi người bệnh sinh hoạt như trong nhà, phòng trọ, nhằm làm sạch môi trường, phòng ngừa lây lan dịch bệnh. Nêu cao tinh thần xung kích của một trong những lực lượng luôn đi đầu trên các mặt trận, những chiến sĩ dân quân tự vệ ở phường Giang Đô, quận Bình Thủy đã không ngại cực khổ, hiểm nguy, góp sức vào công cuộc phòng chống dịch COVID-19. Với mong muốn mở rộng vùng xanh, sớm đưa thành phố trở lại trạng thái bình thường mới.